Xin kính chào quý vị khán giả. Như Huỳnh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Căng thẳng địa chính trị diễn biến xấu, bao gồm xung đột ở Trung Đông và Ukraine, cùng với triển vọng Mỹ hạ lãi suất bấp bênh, đang khiến vàng phát huy mạnh mẽ vai trò là một kênh đầu tư trú ẩn. Ở Trung Quốc, đà tăng của giá vàng đang khiến nhu cầu đối với kim loại quý này tăng mạnh theo. Người dân, nhà đầu tư quỹ, nhà giao dịch hợp đồng tương lai và thậm chí cả ngân hàng trung ương Trung Quốc cũng đẩy mạnh mua vàng. Để xem nội dung cụ thể ra sao, quý khán giả hãy theo dõi video sau đây nhé. Trung Quốc và Ấn Độ thường thay nhau giữ vị trí nước tiêu thụ vàng nhiều nhất thế giới. Năm ngoái, vị trí này thuộc về Trung Quốc, khi tiêu thụ vàng trang sức, vàng miếng và vàng xu của nước này đều tăng vọt. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới WGC, nhu cầu vàng trang sức tại Trung Quốc năm 2023 tăng 10%, trong khi tại Ấn Độ giảm 6%. Trong khi đó, nhu cầu vàng miếng và xu vàng của Trung Quốc tăng tới 28%. Nhu cầu vàng ở Trung Quốc vẫn còn dư địa để tăng lên nữa. Ông Philip Glapwick, giám đốc công ty tư vấn Crisis Metals Insights tại Hồng Kông, nhận định với hãng tin Bloomberg, trong bối cảnh không có nhiều lựa chọn để đầu tư ở Trung Quốc với cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài, thị trường chứng khoán biến động mạnh và đồng nhân dân tệ suy yếu, tất cả đều đang đổ tiền vào những tài sản được xem là an toàn hơn, trong đó có vàng. Lý giải thêm, ông Glapwick cho biết, ở Trung Quốc, do sự kiểm soát về tỷ giá và dòng vốn của nhà chức trách, nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc đưa tiền ra nước ngoài. Do đó, lượng tiền đổ vào những tài sản như vàng ở Trung Quốc đang rất lớn. Trên thực tế, dù là nước khai thác vàng lớn nhất thế giới, Trung Quốc vẫn cần nhập khẩu vàng và lượng nhập khẩu đang ngày càng gia tăng. Trong vòng 2 năm qua, tổng nhập khẩu vàng của quốc gia này là hơn 2.800 tấn, nhiều hơn lượng vàng của tất cả các quỹ ETF vàng trên thế giới và bằng khoảng 1/3 dự trữ vàng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed. Gần đây, lượng nhập khẩu kim loại này của Trung Quốc thậm chí tăng mạnh hơn, đặc biệt là trước thềm Tết Nguyên đán 2024. 3 tháng đầu năm 2024 ghi nhận mức tăng 34% so với cùng kỳ năm 2023. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc PBOC đã mua vàng suốt 17 tháng liên tiếp kể từ tháng 11 năm 2022, giai đoạn mua vào dài nhất từ trước tới nay. Trong bối cảnh cơ quan này muốn đa dạng hóa dự trữ khỏi đồng đô la Mỹ và bảo vệ đồng nội tệ, năm 2023, cơ quan này mua thêm 225 tấn vàng, nâng dự trữ vàng lên 2.235 tấn, chiếm khoảng 4,3% dự trữ ngoại hối chính thức của Trung Quốc. Với người dân và nhà đầu tư cá nhân, nhu cầu mua vàng ngày càng lên cao dù giá tăng kỷ lục và đồng nhân dân tệ suy yếu. Khi một phần lớn vàng tiêu thụ trong nước là hàng nhập khẩu, người mua vàng Trung Quốc thường phải trả mức giá chênh lệch so với giá quốc tế. Vào đầu tháng 4, mức chênh lệch này tăng lên 89 đô la Mỹ trên ounce. Mức chênh lệch bình quân trong vòng một năm qua là 35 đô la Mỹ, cao hơn so với mức bình quân chỉ khoảng 7 đô la Mỹ trong giai đoạn trước. Theo các nhà phân tích, giá cao kỷ lục có thể kìm hãm phần nào nhu cầu mua vàng, nhưng thị trường Trung Quốc đang chứng tỏ sức bền một cách kỳ lạ. Thông thường, người tiêu dùng Trung Quốc gom vàng khi giá giảm và điều này giúp tạo ra một bệ đỡ cho thị trường trong những giai đoạn đi xuống. Nhưng lần này lại khác, giá vàng tăng nhưng nhu cầu không hề giảm. Điều này cho thấy nhu cầu vàng ở Trung Quốc tăng bền vững và người mua vàng trên thế giới nên cảm thấy thoải mái về sự bùng nổ nhu cầu đối với kim loại quý này ở Trung Quốc. Ông Nikos Kafalis, giám đốc công ty tư vấn Metals Focus, nhận xét. Trước tình hình hiện tại, các phương tiện truyền thông quốc gia Trung Quốc cảnh báo nhà đầu tư thận trọng khi chạy theo cơn sốt vàng. Trong khi đó, cả sàn giao dịch vàng Thượng Hải SGE và sàn giao dịch hợp đồng tương lai Thượng Hải SHFE đều tăng yêu cầu ký quỹ đối với một số loại hợp đồng rủi ro. Động thái này được đưa ra sau khi lượng giao dịch hợp đồng vàng trong một phiên trên SHFE tăng vọt lên mức cao nhất 5 năm. Theo dữ liệu từ Bloomberg, từ tháng 6 năm 2023, lượng tiền đầu tư vào quỹ ETF vàng tại Trung Quốc đại lục gần như tháng nào cũng tăng, ngược lại với xu hướng rút tiền khỏi các quỹ ETF vàng trên thế giới. Tính từ năm 2024, tổng lượng tiền rót vào các quỹ ETF vàng ở Trung Quốc đại lục là 1,3 tỷ đô la Mỹ, trong khi lượng tiền rút khỏi các quỹ tương tự trên thế giới là khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Theo các nhà phân tích, một nguyên nhân cho xu hướng này là nhà đầu tư Trung Quốc không có nhiều kênh đầu tư thay thế cho bất động sản và chứng khoán. Nhu cầu vàng ở Trung Quốc có thể sẽ còn tiếp tục tăng khi nhà đầu tư nước này tìm cách đa dạng hóa danh mục của mình, nhà phân tích Rebecca Sin của Bloomberg nhận định trong một báo cáo. Với thị trường vàng trong nước hiện tại ra sao? Liệu có giống với Trung Quốc? Quý khán giả hãy theo dõi tiếp video nhé! Theo báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới WGC, trong tháng 1, các ngân hàng trung ương đã tăng dự trữ vàng chính thức toàn cầu thêm 39 tấn. Con số này cao hơn gấp đôi số lượng mua ròng trong tháng 12, 2023 là 17 tấn, và đây cũng là tháng mua ròng thứ 8 liên tiếp
của các ngân hàng trung ương trên thế giới. Báo cáo của WGC chỉ ra rằng 6 ngân hàng trung ương đã tăng dự trữ vàng và thường xuyên mua vào trong thời gian gần đây. Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường bổ sung vàng vào kho dự trữ nhiều nhất, với lượng vàng mua trong tháng 1 lên tới 12 tấn, nâng tổng lượng vàng nắm giữ của quốc gia này lên 552 tấn. Trong khi đó, dự trữ vàng tại Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tăng 10 tấn. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã mua vàng liên tiếp trong suốt 15 tháng qua. Ngân hàng dự trữ Ấn Độ cũng đã bổ sung thêm gần 9 tấn vàng vào kho dự trữ. Ngân hàng này hiện nắm giữ 812 tấn vàng. Trong khi đó, hoạt động bán ra của các ngân hàng trung ương trong tháng 1 ghi nhận giảm đáng kể. Đáng chú ý, dự trữ vàng tại Ngân hàng Trung ương Nga tiếp tục giảm 3 tấn theo lộ trình từ năm 2021. Theo WGC, hoạt động mua vào tháng 1 cũng hỗ trợ kỳ vọng rằng năm 2024 sẽ là một năm ổn định về nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương. Các cơ quan này, đặc biệt là các ngân hàng ở các thị trường mới nổi, đã thể hiện rõ chiến lược dài hạn hướng tới tích lũy vàng từ năm 2010. Lý giải việc các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng, WGC cho rằng các nước đã thấy được tầm quan trọng của vàng trong việc ứng phó với khủng hoảng, khả năng lưu trữ giá trị và đa dạng hóa danh mục tài sản. Ngoài ra, năm 2024, thế giới dường như vẫn phải đối mặt với nhiều bất ổn kinh tế chính trị. Trong bối cảnh đó, gia tăng sở hữu vàng vẫn là chiến lược phù hợp. Vậy, nguyên nhân do đâu khiến giá vàng tăng dựng đứng? Hãy theo dõi phần nội dung sau đây để tìm câu trả lời nhé! Krishan Gopal, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại WGC, cho rằng nhu cầu vàng của Ngân hàng Trung ương vẫn ổn định trong những tháng đầu năm nay. Nhu cầu mua vàng của Ngân hàng Trung ương là yếu tố chính đằng sau đợt tăng giá mới nhất của vàng lên trên 2.300 đô la Mỹ một ounce. Các ngân hàng Trung ương báo cáo mua thêm 64 tấn trong tháng 1 và 2, thấp hơn 43% so với cùng kỳ năm 2023, nhưng lại tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2022, Gopal nhận định. Tuy nhiên, trong tháng 2, lượng mua vàng đã giảm 58% so với tháng 1 do một số ngân hàng trung ương cũng tăng lượng bán vàng. Theo chuyên gia, mặc dù nhu cầu từ các ngân hàng trung ương giảm tốc trong tháng 2, nhưng xu hướng mua vàng vẫn được duy trì. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc PBOC vẫn tiếp tục thống trị thị trường vàng khi mua vào 12 tấn kim loại quý này trong tháng 2 năm nay. Tính cả tháng 2, lượng vàng dự trữ của PBOC đã tăng 16 tháng liên tiếp, dù vàng trong tổng lượng tài sản dự trữ của nước này vẫn ở mức khoảng 4%. Gopal cho biết, nhiều nhà phân tích kỳ vọng rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục mua vàng vì nước này muốn đa dạng hóa tài sản và giảm lượng đô la Mỹ nắm giữ. Dù nhu cầu của PBOC thu hút sự chú ý đáng kể trên thị trường, tuy nhiên WGC lại nhấn mạnh rằng Trung Quốc không phải là khách mua vàng duy nhất. Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Séc cũng mua thêm 2 tấn vàng dự trữ trong tháng 2, tiếp tục chuỗi 12 tháng mua vào liên tiếp. Trong giai đoạn đó, Cộng hòa Séc mua tổng cộng gần 22 tấn vàng, nâng tổng lượng vàng dự trữ của họ lên 34 tấn, tăng 183% so với cuối tháng 2, 2023. Tương tự, Singapore cũng mua 2 tấn vàng trong tháng 2, khiến lượng dự trữ của đảo quốc sư tử tăng lần đầu tiên kể từ tháng 9 năm ngoái, mặc dù hoạt động mua vàng của Ngân hàng Trung ương chậm lại đáng kể. Các nhà phân tích kỳ vọng rằng nhu cầu mua vào sẽ không sớm dừng lại, mang lại hỗ trợ cho thị trường. Với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật nhiều tin tức về kinh tế, tài chính, thị trường bất động sản bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.